Anh em đang cần một sản lập chơi game trên PC vừa mượt vừa nhẹ, auto treo máy xuyên màn đêm thì ấn tải luôn LD Player ở đường link dưới phần mô tả video anh em nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 5 Pokemon SSR anh em nhé. Bây giờ tha hồ lựa chọn luôn. Đầu tiên thì mình sẽ lựa chọn cái dương ngẫu nhiên này cái đã, để xem ra được em gì trước. Alakazam. Abra, con này đã tiến hóa lên Alakazam quái đâu. Dương này thì có thể chọn bộ 3 thần thú này. Ây à, được nha. Mình chưa có cả 3 luôn. Cả 3 em này thì mình đều chưa có em quần què nào cả. Khả năng cao lấy để sưu tầm thôi. Bộ 3 này thì chắc là cũng không biết được chơi được hay không nhỉ. Anh em nào chơi rồi có thể để lại comment ở bên dưới nào. Đâu nhỉ? Đây nữa. Ai xài. Trong này thì bây giờ mình đang có thắc mắc một tí, phân vân một tí. Một là mình sẽ lựa chọn em Articuno, bởi vì là mình đang chơi Articuno. Hai là mình sẽ chọn kiểu sưu tầm. Sưu tầm được càng nhiều thì càng ngon lành cành đào. Bây giờ bắt đầu là khó nghĩ này. Thôi cứ ấn dùng cái đã. Bộ 3, chim băng, chim điện, chim lửa. Hai này thì mình vừa có xong. Regi thì mình chưa có nào. Latias thì có một em. Latios thì chưa có. Zilachi có rồi, Darkrai có rồi. Thế là thiếu ông này, ông này, ông này. Ba ông nhà Regi. Đấy, bây giờ có thêm một cái suy nghĩ là phải tăng sao nữa cơ. Thôi, ấn chọn tăng sao đi anh em ơi. Cho nó mạnh đội hình. Còn dương gì đây? Một tấm đá tiên, nhưng không biết làm gì, cứ dùng cái đã. Ok, thì anh em sẽ hỏi mình là lấy đâu ra 5 cái dương SSR đấy. Thì câu trả lời là từ ngày xưa là mình đã có một cái ước mơ trở thành huấn luyện viên Pokemon rồi. Xong rồi đến đúng đợt hè này mình bảo bố mình là con phải trở thành huấn luyện viên Pokemon. Nghe bố mình cho một chiếc cuốc ATM. Thì chiếc cuốc đấy mình đã cuốc phát ra được 1.600 ruby. Đấy, trong video hôm qua là chắc chắn là anh em sẽ biết. Đấy mà mình đã cuốc được lên tầm VIP 9 anh em ạ. Ái xài. Đây đây đây. Sau đó thì trong phần sổ tay vinh dự này là mình vã hết. Đầu tư hết tất cả kim cương để mình mua nha anh em. Và nếu như anh em nào muốn sở hữu Pokemon SSR như mình thì chỉ cần lấy trộm chiếc cuốc ATM của bố anh em là ok nha. Đấy, cực kỳ đơn giản luôn. Rồi. Uầy. VIP 10 là mình sẽ sở hữu được một em Mewtwo. Wow. Được nhờ. Nhìn có vẻ là hấp dẫn này anh em này. Chờ một tí nha. Mình sẽ tính toán một chút. Nếu như mà có thể lấy được em Mewtwo thì sẽ lấy về review cho anh em xem nhá. Bây giờ là phải đi nâng cấp dàn Pokemon. Ví dụ như em Articuno của mình thì chắc chắn là có thể là nâng được sao lên rồi. Nâng sao. Đấy. Tăng sao. Vừa có thêm hai em. Nâng tẹt ô luôn. Lên. Ui giời. Nâng sao là cách để tăng người chiến nhanh nhất luôn. Còn để mình xem nào. Darkrai của mình không biết là đủ chưa này. À, thiếu một em à. Bây giờ phải đi chiêu mộ. Lúc này trong túi của mình có phần chiêu mộ. Chiêu mộ, chiêu mộ. Chiêu mộ cao thì hết rồi. Chiêu mộ tình bạn thì cũng chưa đủ. Chiêu mộ cầu nguyện 9 vé. Cày thế nhở. Kiếm đâu ra một vé nữa thì ngon lành luôn anh em ạ. Siêu ưu đãi. Ừ, không được có nhở. Không thấy có vé chiêu mộ cao luôn anh em ơi. Quá hạn giờ xem nào. Ô đây này. Mua luôn chứ còn gì nữa. Ha 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 đây, nhưng mà đây là chiêu mộ cao. Uầy, mua liên tục luôn này. 300 kim cương mà mua được tận 5 cái pizza. Uầy, mua luôn nha. Wow, 8 ruby là mình sẽ có thể sở hữu được cái này. Ơ, được này. Nhiều thể lực là rất ngon luôn anh em ơi. 8 kim cương, 8 ruby là 1.000 kim cương. Uầy. Mua tạm cái vậy. Ok, tạm thời thì đã anh em nhá. Quà sôi nổi. Ơ kìa, đây 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 đây. 30 ruby, 6 ruby. Đây, trời ơi, mình nhớ mà. Mình bảo là đâu đó có một cái vé chiêu mộ cao ấy. Ok, wow. Mua luôn. Đấy, 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 đấy. Có thêm một cái rồi anh em ơi. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục là chiêu mộ nha. Chiêu mộ cao. Ồ, thêm ít người phát chiêu mộ cao cái đã. Đây rồi, SSR, một em. Em này mình cũng chưa có. Lần đầu được nhận luôn. Và bây giờ là chiêu mộ cầu nguyện đi. Đây rồi, Darkrai của mình 10 trên 10. Chắc chắn là sẽ được luôn nha anh em ơi. Bỏ qua luôn này. Úi dồi, nằm sát cái góc camera của mình luôn ạ. Thế là bây giờ mình có thể nâng cấp được sao trong Darkrai lên nữa rồi. Ok là đấy. Pokemon bồi dưỡng, nâng sao. 1, 2, 3, 4 và 5.
Wow, để xem tăng được bao nhiêu điểm lực chiến anh em nhá. 55k 5 điểm lực chiến này, tăng phát lên là bao nhiêu đây? 65k. Tăng được tận 10k điểm lực chiến luôn. Được thực sự. Đeo ngay. 68k luôn. Articuno xem nào. Đeo ngay. Đeo ngay. Tiếp tục là đeo ngay. Đeo ngay. Đeo ngay. Hết. Rồi, còn phụ kiện gì nữa không nhỉ? Tạm thời đội hình của mình đây nha anh em ơi. Darkrai này, Articuno này, Celebi này, Charizard này, Latias này và Lapras này anh em này. Sổ tay. Phải kích hoạt thêm một số những em mình vừa mới thu thập được. Ví dụ như Abra. Ví dụ như là cái gì đây? Quá, xem này nhìn lạ đấy nhỉ. Thần này. À, thần. Đây rồi. Đây rồi. Quá, còn nữa hả? Còn nữa không? Ủa, hết rồi mà. Quá. Quá, à đấy, hệ lửa. À, ok này. Quà thu thập là lại lụm kim cương liền. Rồi luôn. Thế là mình đã cũng khá là ok với cái đội hình này của mình rồi đấy. Lực chiến lên 189k rồi. Bảng xếp hạng xem nào. Wow, lên top 2 rồi anh em ạ. Chuẩn bị gần bằng lực chiến của ông này rồi. Được anh em ơi. Vui server mới. Hình như là có thêm nhiệm vụ hoàn thành này. Khiêu chiến ngày 30 lần khiêu chiến đấu trường à. Ôi thôi chết, chỉ còn 17 phút nữa thôi thì mình phải làm luôn thôi nhở. 60 lần, 100 lần. Ui, nhiều xu này anh em này. Thôi toàn rồi, quên mất không làm cái nhiệm vụ này anh em ơi. Ui, mình đã là top 9. Mình sẽ phải đánh mấy ông này thôi. Để mình xem đội hình của mình như thế nào nhá. Quên mất chưa xây lại cái đội hình phòng thủ thì phải anh em ạ. Chờ mình một chút, sau trận chiến này mình sẽ xây lại cái đội hình phòng thủ nhá. Để đội hình mạnh nhất cho nó chất chơi người rơi. Mạnh nhất chưa nhở? Nhìn là cũng phải là mạnh nhất rồi đấy. Dã luôn à. Ây à. Ok. Ôi dồi ôi. Vừa vào trận phát mà em báo điện ở bên kia đã mất một khúc máu rồi anh em ạ. Anh em chuẩn bị xem Darkrai của mình nộ này. Chuẩn bị nộ đi. Có đóng băng nha. Tuyệt vời quá. Đây rồi. Ui, đau chưa? Hàng sau mất khá máu nha. Hồi nãy Articuno tiếp tục là sử dụng nộ. Vâng. Mày à bữa ấy. Giảm tốc độ luôn. Celebi. Ui, skill Celebi nhìn đẹp nhỉ. Wow. Ngon ngay. Thắng luôn anh em ạ. Quá là easy luôn. Mình đã lên bậc 7 rồi. Ôi, thế này 17 phút nữa làm sao đánh kịp 100 trận đấu trường nhỉ. Biết thế đánh từ sớm cho xong. À, chỉ cần nghiền ép thôi. Quên mất. Thế mà không biết anh em ạ. Nghiền ép này. Tiếp tục là nghiền ép này. Ôi, những ai mình đã đánh thắng rồi thì hoàn toàn là mình có thể nghiền ép được. Được này. Ôi, thế dễ rồi. Tiếp tục là nghiền ép. Click nhầm rồi. Đấy, ấn vào khiêu chiến thì mất thời gian rồi. Thế thì mình sẽ ấn bỏ qua ở trận này anh em nhé. Chắc là cũng easy thôi. Lực chiến của mình thì cũng không nha. Lực chiến của kẻ địch là 185k đây này anh em này. Để xem trận này có vẻ là hay này. Rồi, đội bạn thì có Tyranita này. Ô, có em gì nhở? Chuẩn bị để tiến hóa lên Gengar ấy. Có một em ở trong team rồng này, có em thép này. Ok, Registeel ấy. Ui da. Ui da, cào không thấm luôn ạ. Ui da, nhưng mà đội hình của mình thì vẫn khá là trâu và Darkrai của mình thì nộ lên. Ok, Celebi tiếp tục là sử dụng quả nộ. Rồi, thế phát nữa nào. Được không anh em. Ui da, Registeel của nó cũng căng thẳng đấy anh em ạ. Khó khiên luôn kìa. Giảm tốc được kẻ địch. Giảm thủ các kiểu con đà điểu luôn. Hồi HP bên mình. Ui, skill của em dòng bên kia khá là hay anh em nhé. Đau ấy. Rồi, bên mình phản đòn được không? Darkrai liệu có làm nên trò chống gì không anh em ơi? Câu trả lời chắc chắn là có rồi. Bởi vì nhìn cái khúc máu của bên mình hơn khá nhiều nha, nhưng chỉ có 15 hiệp, hy vọng rằng là có thể chiến thắng được.
trong vòng 7-8 hiệp gì đấy, cho đỡ mất thời gian. Ok á, Darkrai ơi, đánh em ơi, vỗ đi. Tí nữa thì mình sẽ đẩy Darkrai ở slot sớm hơn một chút nha. Achikuno, ui rồi còn bị đóng băng nữa kìa. Thôi thắng chắc rồi anh em ạ, cực kỳ là easy nha. Đấy, tiếp tục là nghiền ép, nghiền ép phát nữa. Ôi phải mua thêm lượt thôi. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này. Đấy, khả năng 6 lượt là đủ này. 1. Ok. Ok. Đấy. Ôi, thế mà 5 phút thôi mà cũng đã xong rồi anh em này. Wow, nhận được rất là nhiều điểm nha. Thế cho nên là anh em nào mà chơi server mới thì lưu ý chơi những cái sự kiện này ngay từ thời gian đầu, tránh trường hợp là đến nửa đêm rồi bắt đầu mình chơi giống như mình 93 lần, còn thiếu 7 lần nữa thì bắt buộc mình phải mua thêm số lượt khiêu chiến anh em ạ. Đấy, mình sẽ mua thêm 10 lượt nữa đi, nghiền ép, nghiền ép, nghiền ép 3 lượt rồi đúng không? 4 lượt này, 5 lượt này, 6 lượt này và 7 lượt, đủ ngay. Tính không thừa một tí nào anh em ạ. Đó, lên luôn 15k xu đấu trường này, tha hồ mua ở trong một shop. À đây, shop ở bên này. Đây, shop thi đấu. Anh em thấy chưa? 58k điểm, tha hồ mà mua luôn. Wow, được luôn một dương Pokemon SR thần tùy chọn luôn. 19. Ui giời ạ, dễ. Ở bên này cũng thế luôn này. Wow, được của ló anh em ạ. Còn lại thì mình sẽ mua gọi là cái đá kỳ. Mở full đá kỳ. Ây khoan, nhiều thế. Sorry sorry nhá. Thôi ấn tích đi, ấn lại cho nó dễ này. 30 đá kỳ cái đã. Rồi, vào trong túi nhỉ, mở thêm đi. Uầy, được ấy chứ. Thế là tổng cộng mình có thêm 2 cái dương, nên hôm nay là mở 7 Pokemon SR anh em nhá. Còn đấy, dùng luôn này, xem còn em nào mà mình chưa có không ta. Thôi cái dương này mình sẽ phải mở sau đi. À em này như mình chưa có, mà không biết rồi. Thôi từ từ đã, cái dương đấy để đấy, còn dùng dương này trước anh em ạ. Dương này thì còn nhiều cái mình chưa có quá, mà bây giờ mình muốn kích duyên, mình muốn mở sổ ấy, mình sẽ dùng em này. Đấy, cặp đôi Latias và Latios đã được khai sáng. Còn đây là cái đá kỳ mình vừa mua được đúng không? Mình sẽ up vào đây một phát. Ê, thất bại kìa. Ơi Aioshima cú thế nhở. Tiếp tục là thần một. Ôi thành công luôn, mày quá. Băng nữa, bởi vì mình có Articuno mà. Ui mày quá, one hit. À hệ cỏ mình cũng cần phải nâng lên anh em ạ. Mình có một em hệ cỏ là Celebi. Có thể khả năng là mua hết, mua hết đá kỳ thi đấu này. Mắc 179 đá thôi mà, mua luôn. Phòng nghiên cứu này, thép điện thì mình không chơi, nước thì mình có một em tiên thường rắc đấu độc rồng. Có khi nào mở hết không anh em nhỉ? Cái này thì nếu như mở hết thì nó cũng không có nhiều. Thôi thì tạm thời mở như thế này đã, mình cứ nâng cấp cái này trước đi. Đây, HP tăng thêm khá khá nha anh em. Mình check thử xem là trong đội hình của mình còn những Pokemon gì ta. Đây này, có băng này, bay này, thần này, thần này. Ui thần này, thần này. Ui chính ra là nâng nguyên thần là hợp lý này anh em này. Bởi vì mấy em Pokemon mạnh mình toàn thế trong gọi là hệ thần đấy. Nâng luôn, nâng thần anh em ạ. Dạ, thành công nha, thành công nha. Level 5. Kích hoạt cộng hưởng. Cái gì ấy? Kích hoạt cộng hưởng. À, level 5, hiệu quả bậc 1 đây. Wow, búp kích hoạt ra trận 2 là năng lượng ban đầu. Được nhờ. Hay này, cái này hay này anh em này. Oh wow, thế là ra trận cái là mình sẽ được sử dụng nộ luôn, ulti luôn anh em ạ. Ồ, được nhỉ, hợp lý anh em ơi.